Vào chiều qua tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đến kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Báo cáo với Ban chỉ đạo, đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thời gian qua đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm, đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử lý 34 vụ, 34 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển, tịch thu hơn 3 triệu lít dầu trái phép. Tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm nộp ngân sách nhà nước gần 45 tỷ đồng. Cũng trong buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã biểu dương tinh thần làm việc của Bộ Tư lệnh và kêu gọi đơn vị nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kết quả cuối cùng cho đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 19 đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Đáng chú ý thì có nhiều doanh nghiệp Việt Nam được hưởng mức thuế khá thấp. Thông tin chi tiết từ phóng viên Quỳnh Tâm. Có một doanh nghiệp được hưởng mức thuế 0% và 5 đơn vị chịu mức thuế là 0,18 đô la Mỹ trên 1 ký. Đây là kết quả được cho là có lợi cho sản phẩm cá tra Việt Nam để cạnh tranh xuất khẩu vào Hoa Kỳ. So với đợt xem xét hành chính lần thứ 18, thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam vào Hoa Kỳ đối với các bị đơn bắt buộc đã giảm từ 2 đến 3 đô la Mỹ trên 1 ký. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu cá tra đạt gần 300 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau một thời gian khá trầm lắng, hiện các thị trường chính nhập khẩu mặt hàng này như Hoa Kỳ, EU đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hiện thì nhiều nhà máy thủy sản của Việt Nam đang có mặt tại Hoa Kỳ để tham gia hội chợ thủy hải sản Bắc Mỹ thu hút tới 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và dưới mức thuế chống bán phá giá giảm như hiện nay sẽ là động lực để ngành hàng này tăng cường xuất khẩu và sớm lấy lại đà tăng trưởng. Xin được cảm ơn phóng viên Quỳnh Tâm. Mặc dù ngành nông nghiệp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã khuyến cáo, nhưng nhiều nông dân vẫn bất chấp rủi ro xuống giống vụ đông xuân muộn ngoài kế hoạch. Thời điểm này thì có hàng ngàn hecta lúa tại một số địa phương đứng trước nguy cơ mất trắng và giảm năng suất do thiếu nước. Phóng viên Diệp Phong đưa tin từ hiện trường. Trà lúa này xuống giống ngoài kế hoạch, hiện tại thì cũng đã trổ. Tuy nhiên, năng suất giảm khá sâu so với các diện tích lúa xuống giống đúng theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Trà Vinh xuống giống khoảng 62.000 hecta, trong đó có gần 7.000 hecta xuống giống muộn và ngoài kế hoạch. Các diện tích lúa xuống giống không tuân thủ lịch thời vụ đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng do thiếu nước tưới. Cụ thể, có khoảng 519 hecta có thể mất trắng hoặc giảm năng suất từ 20 đến 50%. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, có 10.000 hecta diện tích lúa đông xuân xuống giống muộn và ngoài kế hoạch. Đến thời điểm này, hơn 32 hecta mất trắng, khoảng 570 hecta nguy cơ thiệt hại nặng, gần 6.000 hecta thiếu nước tưới. Theo ngành nông nghiệp các địa phương, do giá lúa cao, một số nơi mặn xuất hiện trễ nên bà con nông dân đã bất chấp khuyến cáo lịch thời vụ dẫn đến thiệt hại. Đối với các trà lúa đã chỗ vẫn còn khả năng thu hoạch, ngành nông nghiệp các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp cấp nước nhằm giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa những thiệt hại. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa trải qua đợt xâm nhập mặn thứ 5 từ đầu mùa khô cho đến nay, khiến nhiều địa phương bị thiếu nước ngọt. Trong bối cảnh này thì nhiệt độ trái đất tăng lên, nguồn nước sông Mekong ngày càng thấp đi. Do đó mà để đảm bảo đủ nước ngọt cho khu vực thì phục hồi nguồn nước ngầm là giải pháp cần được tính đến. Diện tích nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm từ 30 đến 50% diện tích phân bố toàn vùng, nhưng tỷ lệ khai thác, sử dụng lại tăng khoảng 17% so với nhu cầu. Nước ngầm được sử dụng như nguồn bổ sung cho lượng nước thiếu hụt vào thời điểm mùa khô hoặc các năm hạn hán. Từ các nghiên cứu thực tế, tại Hội nghị Bảo vệ, Phục hồi và Phát triển Tài nguyên nước, các chuyên gia đánh giá cần có các giải pháp trữ nước hoặc bổ sung nước nhân tạo, bảo vệ nước ngầm. Nước ngầm có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động cấp nước đối với sự thích ứng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề chúng ta nên làm gì để hạn chế khai thác quá mức nước ngầm và tăng cường nguồn cung nước ngầm? Chúng tôi cũng tiến hành phân tích dữ liệu vệ tinh, kết quả cho thấy một số khu vực tại Cà Mau xảy ra hiện tượng sụt lún tới 2 đến 3 cm. Cần biết rằng nước biển dâng do biến đổi khí hậu là 3 cm, trong khi cao độ trung bình tại Cà Mau là 1 m trên mực nước biển, thì điều này trở thành vấn đề rất quan trọng hiện nay. Có thể thấy rằng khai thác nước ngầm góp phần gây ra hiện tượng sụt lún.
Theo các nhà khoa học, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ở các dòng chảy trên mặt, ở cả trong các tầng nước chứa ngầm, là nguy cơ cho an ninh nguồn nước, đặc biệt là mùa khô. Nhiều biện pháp nhằm đẩy dòng mặn ra xa, trữ nước ở cả tầng nước mặt và nước ngầm là giải pháp được tính đến hiện nay. Một trong những giải pháp về lâu dài, về cơ bản và khoa học nữa, thực tiễn nữa, thì đây là vấn đề lưu giữ nước. Làm sao lưu giữ nước được trên mặt về mùa mưa, lưu giữ nước trong các tầng chứa nước vào mùa mưa để chúng ta khai thác vào mùa khô thì nó giảm thiểu cái xâm nhập mặn. Các cái tính toán để hỗ trợ ra quyết định như chúng ta vừa được nghe trong cái hội thảo đã đưa ra được những cái giải pháp về mặt chính sách để có thể là điều hòa, phân bổ, rồi là cảnh báo sớm cho các cái hộ, rồi các cái địa phương có khả năng mà bị cạn kiệt nguồn nước hoặc là xâm nhập mặn. Bổ sung nước nhân tạo, nước dưới đất là việc làm rất cần thiết ở Việt Nam, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cần nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn. Các nhà khoa học cho rằng, trữ nước mặt ở vùng lũ vào các tầng trữ nước cũng là vấn đề cần được nghiên cứu có cơ sở khoa học để vừa phát triển nguồn nước, vừa bảo vệ môi trường. Bên cạnh thực trạng xâm nhập mặn đang ảnh hưởng trực tiếp, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang căng mình cho những nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng. Dù vậy thì nhiều nơi tiếp tục nâng cao cảnh báo cháy lên cấp cao hơn. Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp mới đây đã phát dự báo cháy rừng, trong đó có một khu vực rừng có dự báo nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh. Cụ thể, tại khu vực rừng Bạch Đàn của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, với địa hình tiếp giáp sản xuất nông nghiệp và khu dân cư đã nâng dự báo cháy lên cấp 5. Phân khu A1, A3, A4 của vườn quốc gia Tràm Chim, khu vực cặp lộ kênh Hội Kỳ Nhất rừng Môi Sinh Bắc Tháp 10, lô 3 khoảnh 4 trại giống Động Cát và khu di tích Gò Tháp cũng được nâng dự báo cháy từ cấp 3 lên cấp 4, cấp có khả năng cháy lớn. Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 15 ngày tới tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36 đến 38 độ C. Còn tại Cà Mau, trong số hơn 33.000 hecta rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy, có hơn 13.530 hecta ở mức báo động cháy nguy hiểm, tức là cấp 4, và gần 4.000 hecta rừng đang ở mức báo động cháy cực kỳ nguy hiểm, cấp 5. Khu vực rừng có nguy cơ cháy cao hiện nay tập trung ở công ty lâm nghiệp U Minh Hạ, vườn quốc gia U Minh Hạ, khu vực xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời và xã Khánh An, xã Khánh Lâm, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ sẽ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy tuần sau, ngày 23 tháng 3. Sự kiện nhằm hưởng ứng và lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thường niên do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng với mục tiêu góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là não bộ. Trong một số trường hợp, giấc ngủ còn giúp con người kiểm soát cân nặng, tăng khả năng tập trung, ghi nhớ, cải thiện vẻ đẹp làn da. Chỉ vài nét như thế thôi cũng đủ phần nào để quý khán giả hiểu hơn về tầm quan trọng của giấc ngủ. Đó cũng là lý do vì sao ngày thứ 6 của tuần thứ 2 tháng 3 hàng năm được chọn là ngày giấc ngủ thế giới. Để có một cái nhìn rõ hơn thì phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long. Xin chào bác sĩ. Tại sao Hiệp hội Giấc ngủ Thế giới lại chọn thứ 6 của tuần thứ 2 trong tháng 3 hàng năm là ngày giấc ngủ ạ? Với mục đích là gì? Với mục đích là giúp chúng ta ý thức hơn về cái tầm quan trọng của giấc ngủ. Thì khẩu hiệu của ngày giấc ngủ thế giới năm nay tức là sự công bằng giấc ngủ cho sức khỏe toàn cầu. Chúng ta đều có một cái cơ hội như nhau, bình đẳng giống như nhau, dựa vào nhu cầu của mình, có được một giấc ngủ tốt về chất lượng cũng như về thời gian. Ngày nay thì con người phải đối mặt với những bệnh lý nào liên quan đến giấc ngủ ạ? Khi nói đến những cái bệnh mà liên quan đến giấc ngủ thì thật ra rất nhiều bệnh. Mà cái chúng ta hay gặp, cái đầu tiên mà nghe nói đến là chuyện mất ngủ. Cái thứ hai là những cái rối loạn bất thường khi ngủ hay gặp nhất chính là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ngoài ra con còn có những cái rối loạn khác, ví dụ như là rối loạn nhịp sinh học.
Bác sĩ có thể nói rõ hơn về hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ được không ạ? Ngưng thở tắc nghẽn là gì? Do cái phần cơ học, đặc biệt là cái phần cái cổ chúng ta, phần cấu trúc cổ chúng ta có những cái bất thường. Tức là khi chúng ta nằm, cơ chúng ta là thư giãn đi. Một số người cổ to hay là cấu trúc hàm càm bất thường, với cái sức của trọng lực á, thì cái phần cơ nó sẽ giãn xuống và chúng ta sẽ bít cái đường thở, bị bít đường thở. Gây ra cái gì? Ban đêm oxy thì không vào được cơ thể, cái CO2 cần thải ra thì không thải ra được. Xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Nghe đến hai từ ngưng thở cũng đủ để quý khán giả có thể tưởng tượng được những bệnh lý trên nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên thì liệu hội chứng này có điều trị được hay không? Ở đâu và làm cách nào để bản thân có thể tự nhận biết mình đang mắc phải hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ? Tất cả câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Bệnh nhân này có tiền sử bị hen, gần đây phải nhập viện Hoàng Mỹ Cửu Long vì cứ cảm thấy mệt mỏi, khó kiểm soát cơn hen. Qua thăm khám, các bác sĩ tại đây nghi ngờ bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, nên đã cho bệnh nhân kiểm tra bằng đa ký giấc ngủ. Ban đêm thì khó ngủ, nằm chút thêm thiếp thì cơ hồi thức. Cảm giác lúc nào cũng không có ngủ ngon. Đó là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của một người mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ngoài ra còn có các biểu hiện điển hình như buổi sáng thức dậy luôn trong trạng thái nhức đầu, cáu gắt, mệt mỏi, khô miệng, buồn ngủ và ban ngày, giảm trí nhớ và khả năng tập trung. Bệnh nhân gì, có những như thế nào để chúng ta nghĩ đến bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ? Thì thông thường những bệnh nhân như là bệnh lý tim mạch, như là tăng huyết áp nè, kháng trị nè, bệnh nhân bị rung nhĩ nè, ha, bệnh nhân bị đột quỵ là những bệnh đái tháo đường nhân dân, béo phì nè, cổ ngắn nè, đặc biệt họ có những có triệu chứng, ví dụ như là ban ngày thì rất là buồn ngủ. Thế vì về lâu về dài thì như thế nào? Khi ngưng thở thì oxy nó không vô được cơ thể và CO2 nó không ra được. Liệu hội chứng này có thể điều trị khỏi hay không? Với biện pháp điều trị thích hợp nhất là thở áp lực dương liên tục khi ngủ, bệnh nhân sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh. Nhưng trước tiên người bệnh phải được chẩn đoán chính xác mức độ ngưng thở khi ngủ. Và hiện nay, tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hội chứng này là đa ký giấc ngủ. Phương pháp này vừa được triển khai tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long. Đây là một cái xét nghiệm không đau đớn gì hết, tức là không có phải là chích gì hết, chỉ là gắn những cái điện cực. Sau đó chúng ta mới đánh giá lại trong một đêm qua thì có điều gì xảy ra, hiệu quả giấc ngủ như thế nào. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, bệnh nhân được khuyên nên tránh rượu bia, nằm nghiêng, giảm cân nếu thừa cân, không dùng thuốc an thần, thuốc ngủ khi chưa được chỉ định, thở máy CPAP hay các dụng cụ nâng hàm dưới khi được bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Trong vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm do cơm gà tại Khánh Hòa, tác nhân gây ngộ độc được xác định là vi khuẩn Salmonella, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại thì các bệnh nhân cũng đang được điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella. Tính đến chiều qua, đã có hơn 340 ca bệnh liên quan đến vụ ngộ độc, trong đó có 200 ca nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Lực lượng chức năng cũng đã đình chỉ hoạt động quán ăn liên quan đến vụ việc này, lấy các mẫu thực phẩm đem đi xét nghiệm. Vào chiều qua, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 15 tuổi. Bảy bị can trong vụ án trên đều trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và cùng là họ hàng với nạn nhân. Theo điều tra ban đầu, thì Lâm Trung Luân và bé gái có quen biết từ trước và đã nhiều lần quan hệ. Đến ngày 18 tháng 2, Luân tiếp tục chở bé gái vào một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước để quan hệ tình dục. Tại cơ quan công an, nạn nhân khai thêm trong thời gian sinh sống tại nhà bà nội cùng gia đình có dượng từ năm 2017, thời điểm nạn nhân khoảng 7 tuổi, cháu đã bị 6 bị can, đều là họ hàng của mình, nhiều lần quan hệ tình dục. Ngay khi vụ việc được trình báo, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Festival Phở 2024 vừa khai mạc tại tỉnh Nam Định, một địa phương nổi tiếng với món phở, cũng là món ăn truyền thống lâu đời của người Việt Nam.
Hoạt động này hướng tới xây dựng hồ sơ đưa món phở Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Với chủ đề Con đường phở Việt, cùng 50 gian hàng festival hướng đến tôn vinh và bảo tồn một nghề lâu đời, giàu giá trị văn hóa và có đa dạng biến thể của người Việt, từ những món phở Hà Nội, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh đến ứng dụng đậm chất vùng miền như phở ngô của Hà Giang, phở Artiso Lâm Đồng. Với ý tưởng Con đường của phở để tái hiện lại những bước tiến và những cái gia vị cũng như hương liệu và những cái sợi phở đã làm lên một bát phở chuẩn của Việt Nam. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 15.000 đến 20.000 tô phở được phục vụ bằng cách đổi coupon hay còn gọi là giá ưu đãi. Mỗi coupon tương đương một tô tại gian hàng bất kỳ, tất cả chung mức giá 15.000 đồng. Festival phở sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai. Thưa quý khán giả, trong những ngày nắng nóng giống như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ nhớ về một ly nước mát, một thức uống bao trọn hương vị dân dã và đồng nội. Vậy thì những ai đến dưới xứ Cù Lao Hòa Bình của tỉnh Trà Vinh sẽ không chỉ được hòa mình vào không gian xanh mát của rừng tược, của dòng sông Hậu lộng gió khi gần ra biển, mà còn được thưởng thức hương vị làm nên từ những cây cỏ miền thung giả. Và những món ăn đúng điệu cây nhà lá rừng nhưng chứa đựng trong đó triết lý sống thuận thiên này sẽ kết thúc chương trình trưa nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nắng bánh rồi quệt trên lá là một trải nghiệm thú vị thường thấy ở nhiều điểm du lịch cộng đồng trên xứ Cù Lao này. Lá mơ trong vườn nhà, đem xay nhuyễn, lấy thứ nước cốt xanh sẫm trộn với hỗn hợp bột năng, bột gạo và nước cốt dừa, ướp chút gia vị cho đậm đà, rồi cán mỏng trên lá dừa, cho vào sửng hấp. Lá hòa trong lá, thành ra món bánh que nóng hổi nhưng lại làm mát lòng, giải nhiệt. Cô chỉ làm bánh lá mà làm không kịp nữa. Vô còn ngồi nhóc là còn làm còn không kịp chứ đâu có làm được bánh gì nữa thêm nữa đâu. Bận rộn suốt vậy đó. Nhưng như mấy món mà diện tụi em muốn làm trải nghiệm thử thì mấy cô ở đây cũng cho. Lại có một loài dây leo càng nắng thì càng xanh càng khô hạn lại càng đậm vị. Làm nguyên liệu cho một món ăn quen thuộc ở ấp Cồn Chim thuộc xứ Cù Lao Hòa Minh, mà giờ đây trở thành thực đơn đãi khách du lịch của bà con. Đó là chén sương sâm nước cốt dừa. Cái lá sâm long là mình giò có một nắm mà nó ra một thao. Còn cái lá sâm này nè, người ta gọi là sâm đất. Mình giò cái lượng lá nó với cái lượng nước nó tương đương, cái độ mát nó sẽ hơn và nó lành tính hơn. Dưới vòm lá xanh, du khách có cơ hội cùng tham gia giò lá để làm nên chén sương sâm ngọt lành. Rất đơn giản, chỉ cần giò thật nhuyễn, chắc lấy nước và để trong vòng tầm 10-15 phút là nước từ lá tự đặc quánh lại nhờ vào chất nhựa vốn có trong lá sâm. Để rồi chỉ cần điểm xuyết thêm nước cốt dừa là du khách có chén sương sâm mát lòng, ngọt thanh. Một bí quyết nhỏ để giữ hương vị mà cũng giúp khách giữ ấm bụng đó là sử dụng một ít gừng và muối hòa chung trong nước cốt dừa. Giản đơn vậy đó mà người lớn ăn vào thì thích, còn con nít lại càng mê. Mặc dù là xứ thủy sản, cá tôm dồi dào, song chính hương vị thanh mát từ ẩm thực nhà quê giản dị, dễ làm như những món ăn từ lá này đã níu chân nhiều du khách đến với xứ Cù Lao Thuận Thiên năm cuối dòng cổ chiên.